Xin chào bạn, mình luôn bắt đầu câu chuyện với những cái sản phẩm của B&O hay là Hapan Kadong bằng việc nói tới cái thiết kế gây ấn tượng khá là mạnh của nó, và cái điều đó vẫn hoàn toàn đúng với lại cái chiếc loa Hapan Kadong Onyx Studio phiên bản thứ 3 này. Thì ở đây là cái phiên bản mới nhất của cái dòng loa Studio này, với cái thiết kế dạng như là hình một cái quả trám và được đặt nghiêng khá là độc đáo. Đó, thì bây giờ trước khi mà mình đập hộp ra cho các bạn xem thì mình sẽ mô tả một chút xíu về cái những cái thông tin mà họ công bố ở bên ngoài ở chiếc hộp, cũng khá là cơ bản thôi. Thì chúng ta sẽ có những cái dòng thông tin về cái kết nối Bluetooth thế hệ mới nè, một cái tích hợp viên pin dung lượng là 2600 mAh cho thời lượng nghe là 5 giờ, cũng như là một cái mic để cho phép chúng ta đàm thoại ở chế độ rảnh tay. Ngoài ra thì họ còn tích hợp thêm cái tính năng là pair hai chiếc loa lại để mà tạo ra một cái hệ thống âm thanh stereo, một cái chức năng có thể nói là một cái xu hướng đối với những cái chiếc loa di động hoặc là những hệ thống loa mà được ra mắt trong năm nay. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Đó, đây họ còn mới nguyên luôn. Đấy, rất là nhiều phụ kiện đi kèm bên trong. Đóng gói chúng ta sẽ có những cái phích cắm điện khác nhau, một cái adapter sạc. Đó, những cái phích cắm điện khác nhau rất là nhiều, tận 4 cái phích cắm điện, cái adapter để qua một bên. Đây, lò mình sẽ để qua một bên nữa. Rồi, đây lò của chúng ta. Ở bên trong thì ngoài loa thì chúng ta còn một cái giấy hướng dẫn sử dụng nhanh là đã hết rồi, cũng khá là đơn giản. Sẽ tạm để cái hộp xuống và tập trung nói về cái chiếc loa này nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ tập trung nói về cái thiết kế của chiếc loa này và cũng như là những cái điểm khác biệt của nó so với lại hai phiên bản trước. Đó, như các bạn có thể thấy thì chúng ta vẫn có một cái chiếc loa tròn và dạng dẹp giống như là một cái con sò hay là một con ốc gì vậy. Thì ở mặt trước là chúng ta sẽ có cả một cái lớp lưới bảo vệ ở cái dạng là vải đan, nó đè lên một cái loại lớp lưới bảo vệ bằng kim loại ở bên trong. Ở đây là logo Hapan Kadong, cũng khá là cơ bản thôi. Ở đây chúng ta sẽ có hai màu trắng và đen, thì cái của mình mượn được là một cái phiên bản màu đen tuyền luôn. Thì cái phần viền xung quanh của chiếc loa này chúng ta sẽ có một cái dải cao su mềm và những cái nút bấm, thì các bạn có thể thấy đây là những cái nút bấm nó sẽ được ẩn ở bên dưới chiếc loa này, nó cũng khá là dễ bấm. Chúng ta sẽ cũng có những cái nút bấm khá là cơ bản như là tắt mở nguồn nè, tăng giảm âm lượng, phím nhận cuộc gọi và kết nối Bluetooth. Đó, ở mặt sau thì cái chiếc loa này nó được đỡ lên nghiêng khoảng một góc là tầm 60 hoặc là 75 độ gì đó. Thì cái phần chân chống đỡ loa lên nó được làm bằng màu đen và nó trùng với lại cái màu của chiếc loa luôn, chứ nó không có phải là làm dạng màu rose gold giống như là phiên bản 2 ở thế hệ trước đây. Thì ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái lớp phủ da lên như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hốc, và ở dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái hốc nhỏ. Một cái hốc nhỏ này chúng ta sẽ có cổng kết nối micro USB, một cổng cắm 3.5 và một cổng cắm nguồn. Đó, thì đặc biệt nhất là ở đây chúng ta sẽ có một cái khu vực ở phía sau, thì khi mà cái tiếng nhạc nổi lên thì cái khu vực này nó sẽ chạy ra chạy vô như thế này. Đó, nhìn cũng khá là thích mắt. Thì xíu mình sẽ mở nhạc lên cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy được cái này nó đánh lên, cũng như là các bạn tham khảo thử một số cái khả năng trình diễn của nó. Rồi, thì như các bạn có thể thấy là với cái sự hỗ trợ của cái hệ thống 4 chiếc củ loa ở bên trong cùng hai cái bộ bass cộng hưởng, thì chúng ta sẽ có một cái tiếng bass khá là mạnh, chắc và với chất lượng khá là tốt. Cộng với lại những cái tính năng khác như là mic đàm thoại cho đầu đánh tay nè, rồi thời lượng pin 2600 mAh cho cái thời lượng nghe nhạc được cho là tới 5
giờ liên tục. Thì cái chiếc loa này vừa đảm bảo cái tính di động cũng tương đối là cao của nó, mặc dù là cái thiết kế thì nó không có được gọn gàng lắm để mà chúng ta đi xách đi mang vác hơn nhiều. Tuy nhiên thì với cái thiết kế đẹp và khá là độc đáo của nó thì mình nghĩ rằng nếu mà cái thời gian mà chúng ta nghe nhạc gọi mình tạm gọi là 10 phần thì rõ ràng 7 phần đó chúng ta hoàn toàn có thể là dùng nó như một vật trang trí hoặc là một cái sản phẩm để mà nghe nhạc tại chỗ ở trong nhà trên bàn làm việc chẳng hạn. Cùng 3 phần loại thì rõ ràng nó vẫn đáp ứng được đầy đủ cái việc mà lâu lâu chúng ta có thể là vác nó đi đâu đó hoặc là nghe nhạc chút xí gì đó ở ngoài trời chẳng hạn. Còn những cái trải nghiệm chi tiết hơn về cái quá trình sử dụng cũng như là những cái chi tiết hơn về âm thanh của nó, các bạn có thể xem thêm trong bài viết của mình. Xin cảm ơn các bạn.